các lợi ích khi ăn thịt bò. Thịt bò rất giàu chất sắt, có tác dụng bổ sung lượng máu cho cơ thể và phòng tránh cơ thể bị thiếu máu. Ngoài ra các axit linoleic cũng tham gia quá trình duy trì cơ bắp. Dưới đây là tám lợi ích sức khỏe của thịt bò. 1. Tăng cường cơ bắp. Thịt bò nhất là bắp bò rất giàu axit ammoniac, cao hơn cả so với bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Có tác dụng làm tăng cơ bắp, đặc biệt là tăng cường sức khỏe cơ thể. 2. Giàu vitamin B6 và protein, trong thịt bò có lượng vitamin B6 và protein lớn nên cần được tăng cường trong chế độ ăn. Thịt bò có chứa đủ vitamin B6 có thể giúp bạn xây dựng khả năng miễn dịch, protein giúp chuyển hóa và tổng hợp thức ăn, góp phần phục hồi cơ thể sau khi những hoạt động cường độ cao. 3. Thịt gà, cá, bò đều có khoáng chất canitin và nồng độ succosin, một chất có liên quan đến ung thư rất thấp. Canitin được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, chuỗi axit amin để giữ cho cơ thể được cân đối. Các axit amin rất tốt trong việc tạo các cơ bắp. 4 nhiều kali. Trong thịt bò chứa nhiều khoáng chất như protein kali mà hai khoáng chất này lại không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng. Mức độ kali thấp, ức chế tổng hợp protein cũng như sản xuất hóc môn tăng trưởng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ bắp. 5. Nhiều dầu thực phẩm Hàm lượng axit béo trong thịt bò thấp nhưng lại giàu axit linoleic tổng hợp có hiệu quả chống lại các chất chống oxy hóa có khả năng phát tác khi tập các môn thể thao như cử tạ gây tổn thương mô, ngoài ra các axit linoleic cũng có thể tham gia quá trình duy trì cơ bắp. 6. Dầu magie và kẽm, magie và kẽm góp phần tổng hợp protein và chất chống oxy hóa để thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp. Muối của axit glutamic và vitamin B6 và kẽm tương tác với nhau tăng cường hệ thống miễn dịch và quan trọng hơn có thể làm tăng hiệu quả của sự trao đổi chất insulin. 7. Thịt bò rất giàu chất sắt, mà sắt lại là khoáng chất cần thiết cho máu, bổ sung lượng máu cho cơ thể và phòng tránh cơ thể bị thiếu máu. 8. Thịt bò chứa nhiều vitamin B12, Vitamin B12 cần thiết cho các tế bào, nhất là các tế bào máu đỏ mang oxy đến các mô cơ. Vitamin B12 thúc đẩy nhánh chuỗi amino acid chuyển hóa, do đó cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể trong những hoạt động cường độ cao.